Thông tin tiểu sử diễn viên Diệu Nhi Diệu Nhi sinh ngày 21 tháng 5 năm 1991 là một nữ diễn viên. Việt Nam không chỉ sở hữu được một thân hình khá bốc lửa hay là một gương mặt xinh như là hot. Ngơ nhưng mà Diệu Nhi lại là một trong những gương mặt trẻ và đang rất là được chú ý từ sân khấu kịch cho đến những bộ phim ảnh với những vở diễn như là chuyện tình băng cốc Mỹ Nam Đại Chiến, và ở gần đây là vai diễn Linh Đan trong chiến dịch chống ế phần 1 và 2, Diệu Nhi là cựu học. Sinh trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh với một lối diễn xuất khá tương tự nhưng mà hài hước và khùng một cách rất tự nhiên. Diệu Nhi được nhiều khán giả yêu mến mặc dù rằng ban đầu không ít người đã từng chế giễu cái vẻ ngoài không mấy long lanh của cô gái này. Vai Linh Đan trong chiến dịch chống ế rất được nhiều khán giả yêu thích qua lối diễn khá tương tự của Diệu Nhi nỗ lực không mệt mỏi trong năm 2015 và chờ ngày gặt gái thành công trong năm 2016. Diệu Nhi mạo hiểm khi thử sức mình trong sân chơi bước nhảy Hoàn Vũ, ngoài ra cô nàng còn xuất. Hiện trong cả hai phim điện ảnh đang gây sự chú ý nhất vào dịp Tết này là Điệp vụ chân dài và Gái già lắm chiêu, chia sẻ về con đường lập nghiệp của mình. Diệu Nhi cho biết cô từng có khoảng thời gian khá trông chênh và khó khăn khi mới vào nghề, vì bản tính quá hiền nên lúc Diệu Nhi thì vào trường sân khấu điện ảnh, không ai tin là cô có thể theo đuổi được công việc này đến khi đi làm nghề diệu nhi cũng từng bị nhiều bạn bè đồng nghiệp chơi xấu những lúc đó cô nàng không biết làm gì khác ngoài việc chạy về mách mẹ và nhận lại lời khuyên kệ họ đi cũng chinh phản ứng đó của mẹ cô đã góp phần tạo nên một diệu nhi như hiện tại bình thản làm nghề cố gắng theo đuổi con đường riêng của mình, không sân si, bon chén, hãm hại ai, các phim, tiểu phẩm từng tham. Ra, chuyện tình băng tốc sitcom, chiến dịch chống ế hài, chuyện tình ba đù phim đại gia. Đình quái đản.